Chào mừng các con đến với bài giảng của ngày hôm nay, bài 29, bài luyện tập 5. Qua bài học này sẽ giúp các con hệ thống lại kiến thức của chương oxy không khí. Ngoài những đồ dùng học tập cần chuẩn bị, thì cô cần các con chuẩn bị thêm cho cô vở nháp. Các con đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu bài học nha. Cô chọn màu xanh là màu nền của bài giảng để giúp cho các con tăng khả năng tập trung cũng như ghi nhớ. Cô mong rằng các con sẽ đạt được những điều cô vừa nói trong cái bài giảng của ngày hôm nay. Để học bài luyện tập 5, cô sẽ đưa ra một số bài tập. Từ những bài tập này chúng ta sẽ rút ra kiến thức cần nhớ. Chúng ta đi vào bài số 1 luôn nha. Câu 1. Viết các phương trình hóa học biểu diễn sự oxy hóa của các đơn chất carbon, natri, hợp chất C2H6O. Biết hợp chất này cháy tạo ra khí carbon dioxide và nước. Các con đã được ôn lý thuyết trước khi học bài này. Vậy thì sự oxy hóa là gì? Mỗi người sẽ tự hình thành cho mình một câu trả lời ở trong đầu. Sự oxy hóa là sự tác dụng của oxy với một chất khác. Như vậy trong câu 1, các em sẽ lần lượt cho các chất phản ứng với oxy. Cô vừa hướng dẫn cho các con làm câu 1. Như vậy thì bây giờ cô mời các con lấy giấy nháp và bút. Chúng ta cùng viết phương trình. Thời gian cô cho các bạn đó là 1 phút 30 giây. Bắt đầu nha. Khi các con học tập ở nhà, không có sự giám sát của giáo viên, không có nghĩa là chúng ta học không nghiêm túc. Như vậy thì bạn nào đang theo dõi cái bài giảng này thì hãy ngay lập tức lấy nháp và cùng viết phương trình với các bạn mình nha. Viết phương trình xong, các con chú ý thì chúng ta phải cân bằng phản ứng. Rồi, hết giờ rồi, bây giờ cô sẽ đưa ra đáp án. Có 3 phương trình. Đương nhiên, khi mà những đơn chất tác dụng với oxy nó sẽ tạo ra những oxit. Còn lại phản cuối cùng thì đề bài đã cho chúng ta những cái dữ kiện. Ở trong những cái phương trình này, cô chỉ nhắc nhở các bạn là khi chúng ta viết phương trình, chúng ta nên để ý tới công thức hóa học của một hợp chất. Ví dụ, cô đang nhắc tới công thức Na2O ở phương trình số 2. Như vậy, tại sao người ta viết là Na2O không phải là NaO hay là NaO2? Nhắc lại chút xíu nha. Natri hóa trị 1, oxy hóa trị 2. Các con có thể sử dụng cái viết bi màu mực khác để viết trên đầu các nguyên tố hóa trị để chúng ta kiểm tra xem là chúng ta có làm đúng hay không. Khi sử dụng quy tắc chéo, chúng ta sẽ thấy rằng là hóa trị của oxy chính là chỉ số của natri và ngược lại. Vậy công thức Na2O là công thức đúng. Tương tự vậy, khi các con viết phương trình thì các con phải để ý công thức hóa học của hợp chất giúp cô. Vậy qua bài số 1, chúng ta sẽ rút ra được tính chất hóa học của oxy. Oxy gồm những tính chất hóa học gì nè? Lần lượt chúng ta xét từng phương trình. Phương trình số 1, carbon chính là đơn chất. Khi phân loại thì nó sẽ là đơn chất. Phi kim, tiếp tục. Phương trình số 2 là đơn chất kim loại. Và phương trình cuối cùng, chắc chắn cái này sẽ là hợp chất. Vậy oxy gồm 3 tính chất hóa học. Chúng ta qua câu số 2. Phát biểu nào sau đây nói lên ứng dụng quan trọng của khí oxy? Ứng dụng quan trọng nha các em. Nào, các em cùng tập trung đọc đề với cô để chúng ta chọn đáp án luôn. Không cần đọc lại lần nữa để đỡ mất thời gian. Câu A. Khi càng lên cao, lượng oxy trong không khí càng giảm.
Câu B, khí oxy là một đơn chất rất hoạt động, dễ tham gia phản hợp với nhiều kim loại, phi kim và hợp chất. Câu C, khí oxy cần cho sự hô hấp của người, động vật và cần để đốt nhiên liệu trong đời sống sản xuất. Câu D, có hai cách thu khí oxy trong phòng thí nghiệm là đẩy không khí và đẩy nước. Mỗi bạn chuẩn bị cho cô một đáp án đúng. Và đáp án của cô là câu C. Chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng là ở câu A, B, D, họ nhắc tới tính chất vật lý, tính chất hóa học và cách thu khí. Vậy chúng ta rút được ứng dụng của oxy đó chính là sự hô hấp và đốt nhiên liệu. Nhắc đến hô hấp, cô lại nghĩ đến một cái thiết bị rất là quan trọng trong việc hỗ trợ điều trị bệnh nhân mắc bệnh COVID. Một cái vấn đề rất là nóng. Một nhà khoa học người Nhật gốc Việt, ông tên là Trần Ngọc Phúc. Ông được mệnh danh là cha đẻ của máy thở cho trẻ sinh non. Và gần đây, ông đã đưa ra một cái sản phẩm mới là máy thở có sẵn năng lượng mà nó chỉ nặng có 1,5kg thôi, có nghĩa là nó chỉ bằng 1/10 so với những cái máy thông thường. Nó rất tiện cho việc cấp cứu trong xe cứu thương hoặc là di chuyển người bệnh. Và một cái ưu điểm của nó nữa là nó hạn chế tối đa sự lây lan virus cho người dùng. Nhưng cái cô đang muốn nhắc đến đó là cô rất trân quý. Ông là một người luôn hướng về quê hương. Tâm nguyện của ông là ông sẽ chuyển giao cái công nghệ sản xuất máy thở mới này cho Việt Nam. Cái hành động này khiến cho nhiều người cảm kích trong cái bối cảnh Việt Nam đang gồng mình chống bệnh Covid. Như vậy thì cô thấy rằng là cô trò mình để thể hiện tình yêu thương đất nước, chắc có lẽ là cái việc nhỏ nhất mình làm được, đó là hạn chế ra nơi đông người, hạn chế đi ra ngoài nếu như không thực sự cần thiết. Và một việc các con nhà cô cùng làm nữa là cô và các con cùng dạy và học tốt. Cô mong là các con làm được nha. Câu 3, cho các chất sau Fe3O4, KClO3, KMnO4, CaCO3, không khí, H2O. Cặp chất có thể dùng để điều chế oxy trong phòng thí nghiệm là. Để làm được câu 3 này, các em phải nhớ lại kiến thức là điều chế oxy thì người ta sử dụng những loại hóa chất như thế nào. Để xem đáp án các con có giống của cô không nha. Để điều chế oxy trong phòng thí nghiệm, người ta chọn những loại hóa chất giàu oxy và dễ bị nhiệt phân hủy. Như vậy cô thấy ở trong 6 chất người ta cho, có 2 chất số 5 và số 6 là nguyên liệu để dùng để điều chế oxy trong công nghiệp. Số 1 và số 4, mặc dù nó có nhiều oxy, nhưng nó là những chất khó bị nhiệt phân hủy, hoặc là khi bị nhiệt phân hủy nó tạo ra khí CO2 chứ không phải là oxy. Như vậy chúng ta chỉ còn số 2 và số 3, hai chất này rất là quen thuộc, chúng ta cũng đã gặp phương trình của nó rất là nhiều rồi. Đáp án chúng ta sẽ chọn đó là đáp án B. Như vậy chúng ta sẽ có hai phương trình, KClO3 và KMnO4. Cái phần bên tay trái, bên cái khung màu xanh, các con phải viết vô vở bài học. Còn bên tay phải, các con viết vô vở bài tập. Tiếp tục, sự oxy hóa. Cái nội dung tiếp theo là sự oxy hóa thì trong đây cô chỉ trình chiếu thôi chứ cô không nhắc lại vì ở bài số 1 chúng ta đã nói tới rồi. Chúng ta bỏ qua ha. Chúng ta đi tiếp nội dung tiếp theo. Câu số 4. Khoanh tròn một chữ cái đứng ở đầu câu phát biểu đúng. Oxit là hợp chất của oxy với A. Một nguyên tố kim loại, B. Một nguyên tố phi kim, C. Các nguyên tố hóa học khác, D. Một nguyên tố hóa học khác, E. Các nguyên tố kim loại. Mỗi bạn suy nghĩ và cho cô một đáp án. Và đáp án của cô đó chính là câu D. Tại sao chúng ta không chọn A, B, C,
hay là E. Phân tích chút xíu nha. Nhắc lại định nghĩa oxit. Oxit là hợp chất gồm hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxy. Vậy câu A và câu B chúng ta không chọn, lý do oxy nó có thể kết hợp với một nguyên tố khác. Cái nguyên tố này có thể là kim loại hoặc là phi kim. Vậy câu A và câu B đều sai. Câu C và câu E chắc chắn sẽ sai, vì ở đây nó có cái từ cát. Chúng ta đã nói là nó kết hợp với một nguyên tố khác, chứ không thể nào là cát được. Vậy chúng ta chỉ chọn câu D thôi. Như vậy oxit thì gồm có hai loại, đó là oxit acid và oxit base. Ở đây cô viết công thức tổng quát của oxit là RXOY. Như vậy đối với oxit acid, R là một số phi kim, ví dụ lưu phốt pho, carbon và nitơ. Ở đây các bạn có để ý là cô đã viết theo thứ tự không? Oxit base, R là những kim loại, ví dụ như natri, nhôm, sắt, vân vân. Câu 6. Điền chữ sai vào ô trống đối với câu phát biểu sai. Câu A, oxit được chia ra hai loại chính là oxit acid và oxit base. Câu này đúng không các em? Chúng ta vừa phân loại xong, nếu mà ai trả lời sai câu này là phải xem lại nha. Chưa tập trung đó. Câu B, tất cả các oxit đều là oxit acid. Câu C, tất cả oxit đều là oxit base. Hai câu này ý tương tự nhau, và chắc chắn nó sẽ ngược lại với lại câu A thì nó sẽ là sai rồi. Câu D, oxit acid thường là oxit của phi kim và tương ứng với một acid. Đây là định nghĩa của oxit acid. Nếu ai thuộc bài thì sẽ chọn đáp án này là đúng. Câu E, oxit acid đều là oxit của phi kim. Như vậy các bạn thấy là câu E và câu D, hai câu này nó có phần ngược nhau, mặc dù nó đều là oxit acid. Ở câu D người ta sử dụng từ thường, còn ở câu E người ta sử dụng từ đều. Đều có nghĩa là hầu như tất cả. Vậy ý này không đúng. Lý do, một số oxit acid nó là oxit của kim loại. Ví dụ ở sách giáo khoa trang 90 phần cuối cùng, cô mời các bạn về nhà đọc thêm. Một số kim loại thì nó vẫn tạo ra được oxit acid. Câu G, oxit base là oxit của kim loại và tương ứng với một base. Câu này chắc chắn sẽ là đúng. Chúng ta tiếp tục với nội dung tiếp theo. Câu 7, trong không khí thông thường oxy chiếm khoảng chấm chấm về thể tích. Câu A 12%, câu B 2,1%, câu C 21% và câu D 78%. Mỗi bạn chuẩn bị cho cô một câu đáp án đúng nha. Dò với đáp án của cô. Đáp án của cô là đáp án C. Vậy chúng ta có một nội dung, đó là không khí là hỗn hợp gồm 21% của oxy, 78% của nitơ và 1% khí khác. Như vậy bạn thấy là câu này theo cô dễ mà không dễ. Dễ đối với những bạn học bài, khó đối với những bạn học sơ sơ hay còn gọi là học lơ tơ mơ đó. Thì con số 21 và 78 sẽ có nhiều bạn chọn nhầm đáp án là D. Vậy học bài là phải học cho kỹ nha các em. Tiếp theo câu 8. Những phản ứng sau đây, phản ứng nào thuộc phản ứng hóa học, phản ứng nào là phản ứng phân hủy? Để làm được bài tập này, các con phải nhớ lại giúp cô định nghĩa phản ứng phân hủy và phản ứng hóa học là gì. Thì như những cái tiết mà cô đã dạy những cái bài này, cô thấy rằng là hóa học, cái từ này nó đã nói lên tất cả rồi. Hóa học có nghĩa là nhiều chất kết hợp lại với nhau để tạo ra một chất, đúng rồi. Còn phân hủy có nghĩa là tự một chất tạo ra nhiều chất. Vậy câu A chính là phản ứng hóa học, câu B là từ một tạo ra nhiều thì chính là phân hủy, câu C có phải hóa học không các em? Nó có tạo ra một không? Mặc dù nó từ nhiều chất nhưng nó không tạo ra một, thì chắc chắn đây không phải là hóa học và càng không phải là phân hủy. Vậy đây chỉ đơn giản nó là một phản hóa học thôi. Câu
D là phản ứng hóa học. Vậy chúng ta đi phần kiến thức cần nhớ, đó là phản ứng hóa học. Ở đây cô chỉ nêu phản ứng minh họa chứ cô không nhắc lại định nghĩa nữa, các bạn phải tự học lại nha. Và số cuối cùng, số 8, phản phân hủy. Ở đây cô có ghi cái ví dụ số 1 nè, đó là phản ứng của kali clorat. Kết thúc bài học của ngày hôm nay, các con phải tự nhìn lại xem là trong những cái câu hỏi vừa rồi mình đã trả lời được những câu nào. Những câu nào chưa trả lời được, chúng ta sẽ về nhà củng cố lại cái phần kiến thức đó. Ngoài ra, các em sẽ làm giúp cô những cái bài tập, đó là bài tập số 1 đến số 8, sách giáo khoa trang 100 và 101. Bài 29.1 đến bài 29.12, sách bài tập trang 36 và 37. Những cái bài tập này các em chỉ cần làm ở trong vở bài tập, không cần nộp ở trên phần mềm e-learning ha. Và đọc giúp cô trước bài 31. Xin chào các em, chúc các em có một ngày học tập thật là tốt.